Chào các bác nhá. Chào mừng anh em đến với shop kênh YouTube của shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh nhá. Shop đến từ huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Ship hàng đi toàn quốc cho các bác. Các bác ở bất cứ đâu, mọi vùng miền của Tổ quốc nào mua được hàng của shop nhá. Các bác muốn mua mặt hàng gì thì vui lòng truy cập trang website của shop, đó là shoptânánh.com nhá các bác nhá. Thế còn trên clip này thì sẽ giới thiệu cho các bác chi tiết cụ thể cái mẫu ống nhòm du lịch, ống nhòm hai mắt các bác nhá. Giá rẻ, giá là 600.000, đã bao gồm cả tiền phí ship về đến nhà nha các bác. Đây là cái bao bì để nó đựng, là đựng trong túi như này. Cái dây này các bác sẽ tuôn lên, các bác sẽ đeo lên vai được nhá. Màu xanh bộ đội, khóa là khóa kiểu này. Và các bác không muốn đeo vai thì các bác sẽ lấy cái dây nịt lưng, các bác cài vào đây, các bác sẽ đeo vào hông. Còn đây là cái phần ống nhòm, các bác quan sát kỹ giúp tôi nhá. Hiệu này Westin, rồi Manity, tiếng Anh. Thông số của nó là 10x50, nhưng mà hàng này thì cũng phải chia sẻ thẳng với các bác luôn là toàn bộ là hàng Trung Quốc nhé, hàng nhập khẩu Trung Quốc các bác nhé, chứ không có hàng Mỹ hàng khẩu gì đâu. Giá của nó là 600.000, tiền nào của đấy thôi. Nó sẽ đáp ứng được cái mức cho các bác dùng bình thường, chứ không đáp ứng được cái mức dùng quá cao nhá. Mức dùng bình thường ở đây ấy, là phù hợp cho các bác là đi gác cu, đi bẫy gà, đi săn bẫy. Mình đặt cái bẫy ở trên cây hoặc là ở xa vài trăm mét, mình đi nú, mình đi nấp, xong mình dùng ống nhòm này để mình quan sát thực tế cái ảnh, cái cảnh bẫy chủ của mình như thế nào thì dùng rất là ok. Cái này vài trăm mét thì nét rõ, nét căng luôn, rất là rõ ràng nhé. Thế còn dùng cho các bác mà đi săn ong, đi tìm ong nhé, cũng dùng được. Đấy là phù hợp cho các bác dùng trong những lĩnh vực là gọi là săn bẫy giải trí nhé. Các bác lưu ý dùng chúng là săn bẫy giải trí, chứ không phải là ống nhòm quân sự mà nhìn tới tận mấy cây số đâu, rồi nhìn trong đêm đâu, không nhìn được trong đêm đâu các bác nhé. Nhìn chừng khoảng cây số thôi, khoảng một cây số là 1000 mét đấy, thì các bác có thể vẫn nhìn rõ được những cái vật to. Ví dụ như là mắt thường thì các bác không thể quan sát được cái xe máy cách một cây số hiệu gì, màu sơn nào. Thế nhưng mà khi các bác dùng cái ống nhòm này hỗ trợ ấy, thì các bác sẽ thấy được rằng là cái xe máy này là hiệu gì, màu sơn nào luôn, thấy được rõ ràng luôn nhé. Thế còn ví dụ như là biển số của xe máy chẳng hạn, các bác nhìn cứ đi xa chừng khoảng 500-600 mét đến 700 mét thì các bác vẫn còn nhìn thấy rất rõ cái biển số của xe máy. Đấy là các bác, tôi nói như vậy là các bác đã hình dung được hình ảnh nó như nào rồi. Thế còn về chú ý về cái cách dùng nhé, cách dùng, cách thử thì shop bán hàng là cho các bác bóc hàng, xem hàng và kiểm tra hàng. Thế các bác vui lòng tìm hiểu kỹ, xem video trước khi để biết cái cách thử, biết cái cách kiểm tra nhé. Thì cái phần quan trọng nhất của này là cái phần lấy nét là cái phần này. Ngoài ra thì vấn đề là có cái phần chỉnh tiêu cự mắt, tiêu cự phù hợp với tiêu cự mắt nhé. Đây thì các bác xoay sang trái hoặc xoay sang phải làm sao cho nó thấy nó nét nhất, là trong nhất. Điều quan trọng nhất là cái phần lấy nét này, phần lấy nét này các bác đưa lên mắt, các bác quan sát đây, các bác quan sát này, kéo ống nhòm dặn ra hay là thu vào tùy nhá, các bác quan sát. Xong các bác lấy tay xoáy vào cái vòng này, xoáy sang trái hoặc xoáy sang phải làm sao cho đạt được cái hình ảnh nét nhất, trong nhất thì các bác sẽ để lại. Có cái ống nhòm này cam kết với các bác là đem đến hình ảnh rất là trong sáng, không bị rung giật, không có bị tức mắt nha các bác nhá. Đấy, thì cái này là cái gọi là chỉnh tiêu cự đấy, chỉnh tiêu cự, chỉnh cái cự đi nhòm đấy. Đấy các bác nha, các bác lưu ý kỹ. Đấy, khi các bác chỉnh thì nó đẩy cái ống kính này ra xa hoặc là kéo gần lại để cho nó phù hợp với lại cái tiêu cự ngắm. Đây là hình ảnh thực tế của cái ống nhòm 600.000, màu xanh bộ đội, rèn di ngụy trang. Các bác còn thông tin gì thì vui lòng alo trực tiếp đến các số điện thoại này của shop nhé. Rồi, xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.